Sáng ngày 11 tháng 9, Công an quận 2 thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã trục vớt được xe máy mà nhà báo Nguyễn Vũ Tôn Phúc điều khiển trước khi tử vong. Vị trí xe máy trục vớt được nằm ở độ sâu hơn 10 mét và cách cầu phao lên phà cắt lái khoảng 10 mét. Qua kiểm tra, xe máy không có dấu hiệu bất thường, túi sách của nạn nhân vẫn còn nguyên trên xe. Trung tá Phan Thanh Hùng, Phó đội trưởng đội điều tra tổng hợp Công an quận 2 cho biết, từ kết quả nhiều ngày làm việc với bên phà cắt lái, thu thập camera, nguyên nhân nhà báo Phúc tử vong được xác định là do quá say xỉn, không quen điều khiển xe lớn và lạ. Xe máy hiệu Machetti mới mua trước khi xảy ra vụ việc vài tiếng đồng hồ nên dẫn đến té xuống sông. Kiểm tra cái việc lên phà thì xác định là anh Phúc này có lên phà, tức là anh có đi vào phà, đi vào cái nơi mua vé, rồi đi ra cái cầu phao mà lên đường dẫn lên phà, nhưng mà không lên phà. Kiểm tra ở bên cái phà bên cắt lái thì anh này không xuất hiện ở phà cắt lái bên phía nhân cảng. Thì là qua kiểm tra camera thì thấy một cái biển số xe nó có phản quang. Thì phản quang với cái ánh sáng đèn ở đó thì xác định là chiếc xe này là phóng xuống sông. Theo công an, qua làm việc với thuyền trưởng phà ngày xảy ra vụ việc, thì thuyền trưởng đã bấm 3 hồi chuông để báo hiệu nhưng không thấy ai lên thì phà mới di chuyển. Tuy nhiên, trên cầu phao cũng không còn ai nên không ai hay vụ việc. Trước đó, vào ngày 28 tháng 8, công an quận 2 đã phát hiện một thi thể trôi trên sông gần phà cắt lái thành phố Hồ Chí Minh. Nạn nhân cũng được xác định là nhà báo Nguyễn Vũ Tôn Phúc, 44 tuổi, ở huyện Long Thành, Đồng Nai, công tác tại Trung tâm Truyền hình Giáo dục và Pháp luật.